Hello, xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với khu vực Bạch Đằng Giang. Đây là một trong những di tích lịch sử rất là nổi tiếng ở Hải Phòng. Thưa quý vị, lúc này đi là khoảng tầm 5 giờ kém buổi chiều. Quý vị và các bạn có thể thấy hàng nghìn người đang đổ xô, và cái hướng đằng sau của Duy đó là bãi gửi xe. Đây là cái thời gian mà mọi người đang đi về. Lúc này Duy khám phá là lúc khoảng tầm là ngày thứ 3. Quý vị và bạn có thể nhìn thấy lượng người rất là đông. Và cái hướng phía trước kia đó là cái hướng đi về đền. Quý vị và bạn có thể nhìn thấy nhà máy xi măng Vincom của Hải Phòng nằm ngay sát ở đây. Bây giờ mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta khám phá nhé. Vâng, quý vị, di tích Bạch Đằng Giang là một trong những di tích lịch sử rất là quan trọng trong cái quá trình phát triển lịch sử của đất nước Việt Nam. Nói đến đây thì chúng ta nói tới ba cái chiến thắng rất to lớn của nhân dân Việt Nam chúng ta. Có ba cái trận chiến rất lớn đây. Đầu tiên là trận chiến do Ngô Quyền lãnh đạo, là một trận chiến đầu tiên để xóa tan cái ách 1.000 năm đô hộ của giặc phương Bắc. Và trong quá trình Duy quay lên thì Duy cũng mời quý vị và bạn cùng tìm hiểu về cái lịch sử sau. Và đây là cái lối vào đối diện phía ngoài đây. Đi ra đây nữa đó là cái cổng tam quan, nhưng mà ở đây thì nó bị che khuất mất rồi. Đường này đường cong. Phía trước của chúng ta đó là màu đỏ của hoa gạo. Thưa quý vị, vị trí mà Duy đang đứng, Bạch Đằng Giang, thì nó nằm ở huyện Thứ Nguyên, Hải Phòng, cách trung tâm của thành phố Hải Phòng khoảng tầm hơn 30 cây, cách thành phố Hà Nội của chúng ta khoảng tầm 120 cây. Đây là cái cổng chính. Cái lượng người đến đây rất là nhiều, và Duy thấy rằng những các cô các bác là phụ nữ đi chảy hội rất là nhiều. Thưa quý vị, đây là cái phía sau của cái cổng này. Cổng này là cái cổng thứ hai tam quan hay không ở phía ngoài. Lúc Duy đi vào thì Duy không thấy. Cũng có một cái cổng lớn, Duy không kịp quay. Dọc cái lối vào chúng ta có thể thấy rất là nhiều các cái cây lưu niệm của các hòa thượng. Và có cái bia luôn ở đây. Tất cả các công trình này thì đều được tạc bằng đá và có song ngữ. Mời quý vị và các bạn đã được cùng Duy trải nghiệm và khám phá khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang. Quý vị nhớ nhấn like video, cũng như hãy nhấn vào cái nút đỏ, chính là cái nút đăng ký, và nhấn chuông để khi Duy up lên những video mới nhất, quý vị và các bạn sẽ là người xem chúng. Kênh Duy Làm là kênh Hà Nội Phố, là những cái trải nghiệm hết sức thực tế về Hà Nội, về những cái nơi mà Duy đi qua. Về Hà Nội thì Duy đã quay rất là nhiều các video rồi. Thỉnh thoảng Duy sẽ trong những ngày tháng riêng, tháng 2, tháng 3 này là những cái ngày lễ hội, cho nên là Duy sẽ quay nhiều về những cái trải nghiệm ở những cái khu vực mà Duy đi. Hà Nội thì Duy cũng sẽ quay, nhưng mà sẽ có những cái lễ hội nào đó Duy sẽ quay lại Hà Nội sau cái khoảng thời gian này. Ở đây chúng ta thấy là chúng ta có nhà trưng bày hiện vật các trận đấu của Bạch Đằng. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng về khu vực di tích Bạch Đằng thôi. Đấy, bên phía tay phải của chúng ta, đây có một cái dòng sông rất là to. Đây nhiều khả năng là dòng sông Bạch Đằng. Duy cũng chưa tìm hiểu, vì chúng ta sẽ ra cái di tích lịch sử ở phía kia. Dòng sông này rất là to, có rất là nhiều tàu bè. Ở đây thì tập trung rất là nhiều nhà máy xi măng, phía kia là nhà máy xi măng Chin Phong.
Bởi vì này chúng ta có dòng chữ Giang San Vượng Khí Bạch Đằng Thâu, một cái tượng đài nhỏ, một cái cột mốc nhỏ. Với thú vị, sông Bạch Đằng còn gọi là Bạch Đằng Giang, tên nôm là sông rừng, hiệu là sông Vân Cư, là một con sông chảy giữa thị xã Quảng Yên Quảng Ninh và huyện Thủy Nguyên Hải Phòng, cách vịnh Hạ Long Cửa Lục khoảng 40 km. Ở phía này lối vào đó là đền thờ Đức Hoàng Đế Lê Đại Hành, khởi công vào ngày 15 tháng 5 năm 2009, khánh thành ngày 16 tháng 8 năm 2009. Ở phía trước là toàn bằng đá. Ở đây có cái đàn, chắc là lễ Phật. Rồi mình ở Trúc Lâm Tự Tràng Kênh. Rồi mình sẽ vào khu vực này quý vị nha, cây lưu niệm của giáo sư sử học Lê Văn Lang. Đây chúng ta khám phá đầu tiên, đó là cái đền thờ Lê Đại Hành. Vâng thưa quý vị, nói đến Lê Đại Hành, ông chính là một vị vua kiệt xuất mà dân tộc ta từng sản sinh ra. Đây là người đầu tiên phá bỏ lệ quy lệ khi tiếp chiếu chỉ từ phương Bắc. Ngay ở phía dưới đền đó là cái đền thờ tướng công Lê Duy Mật. Rồi chúng ta sẽ vào trong khu đền thờ này trước. Tất cả các công trình này được xây mới, nhưng về cái kiến trúc thì quý vị và bạn có thể thấy được làm theo những cái kiến trúc cổ. Ở phía ngoài có những cái chuông gió bằng đồng. Vào đây chúng ta bỏ giày dép bên phía ngoài. Đây Duy thấy là chư vị quan văn
Đây là phía sau của ngôi đền thờ, và ngôi đền thờ này được cái nền đất dựa vào núi, và phía trước là dòng sông Bạch Đằng. Cái thế đất rất là đẹp. Lê Đại Hành chính là Lê Hoàn. Ông sinh năm 941, mất năm 1005. Có cha là Lê Mịch, mẹ ông là họ Đặng. Bố mẹ mất sớm, ông được một viên quan họ Lê nhận về nuôi. Lớn lên, Lê Hoàn trở thành bộ hạ của Nam Việt Vương Đinh Liễn. Ở phía trước đây chúng ta thấy có bày trí những cái tượng Phật để nguyện cầu cho quốc thái dân an. Ông vốn là một người thông minh, phóng khoáng. Ông được cha con Đinh Bộ Lĩnh hết sức là quý mến. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn xong 12 sứ quân năm 968, lập lên nhà Đinh. Lê Hoàn lúc này mới chỉ có 27 tuổi, đã được phong làm thập đạo tướng quân, chỉ huy 10 đạo quân, sau đó trở thành người chỉ huy tối cao của quân đội đại của Việt. Và chúng ta đều biết là thời kỳ này thì kinh đô của chúng ta là đóng đô ở Hoa Lư, và Hoa Lư cũng có một lần di về tới đây rồi. Và như chúng ta được biết, khi vua Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn bị sát hại, thì nhà Tống giáo giết chuẩn bị tiến quân xâm lược nước ta. Vua mới Đinh Toàn còn quá nhỏ, Thái hậu Dương Văn Nga cùng các đại thần đã tôn Lê Hoàn làm vua. Dưới sự lãnh đạo của vua Lê Hoàn, quân và dân đại của Việt đã đánh tan cuộc chiến xâm lược của nhà Tống vào năm 981 do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy, bảo vệ vững chắc cái nền độc lập của nước nhà. Sau chiến thắng chống quân xâm lược nhà Tống thì Lê Hoàn lần lượt đánh bại quân Chiêm Thành, cũng như đập tan các cuộc nội phản, hoàn thành thống nhất đất nước. Ở đây chúng ta có cái bản đồ này. Bên cạnh cái việc ổn định về mặt quân sự, Lê Hoàn rất chú trọng phát triển kinh tế và mở mang bờ cõi. Ông trở thành vị vua đầu tiên tiến hành lễ cây tịch điền để làm gương cho nhân dân. Kích thích phát triển nông nghiệp vào năm 987 dưới sự cai trị của Lê Hoàn, đại của Việt ngày càng vững mạnh cả về mặt kinh tế, chính trị và ngoại giao. Đó là những cái thông tin cơ bản về vị vua này. Vâng thưa quý vị, Lê Dương Mật là chí thân của vua Lê, và đây là một vụ tướng của nhà Lê. Bây giờ chúng ta cùng vào khám phá đền thờ của ông. Vâng thưa vị, đó là những cái thông tin cơ bản về vị tướng Lê Duy Mật. Quý vị và các bạn nếu mà muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì có thể là lên mạng, lên Google để tìm hiểu về vị tướng này. Và bây giờ Duy sẽ tiếp tục khám phá tiếp cái cuộc hành trình tiếp theo để khám phá khu di tích lịch sử văn hóa Bạch Đằng Giang. Cái khu di tích này đã được nhà nước Việt Nam công nhận vào năm 1961, quý vị. Vâng quý vị, tôi là Duy. Hiện tại Duy đang tường thuật cho quý vị và các bạn một cái di tích đầu tiên khi khám phá Bạch Đằng Giang. Quý vị hãy nhấn like video này, cũng như hãy chia sẻ video để nhiều người biết hơn. Xin hẹn gặp lại quý vị trong video trong cái phần 2 để khám phá khu di tích này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.